Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể quý chị quay trở lại kênh YouTube Thiên Định TV. Bây giờ đang là 6 giờ buổi tối rồi, chiều tối rồi. Tại Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Và bây giờ hôm nay là ngày thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024 chị ạ. Thì hôm nay Thiên Định cũng vừa mới dẫn khách xong thì bây giờ gọi là đang ấy thì tiện để quay chia sẻ với chúng ta một số các cái nội dung cơ bản. Hôm nay có một cái thông tin khá là vui. Đấy, hầu như là ai chúng ta đang tìm hiểu hoặc là chúng ta mà đang là cư dân của Vinhome Ocean Park khá là vui. Đó chính là thông tin là sang quý 2 thì chủ đầu tư sẽ triển khai VinWonder bên dọc trục đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đúng không ạ? Thì có rất nhiều khách hàng, tại vì hầu như là Thiên Định là toàn khách hàng thân thiết thôi. Thì mọi người cũng nhắn tin hỏi là cái thông tin này có đúng hay không. Thì nói chung là Thiên Định cũng phải gọi là muộn thì Thiên Định cũng phải quay video chia sẻ và nói chuyện ngay thay vì thực ra là cái này nó cũng liên quan đến vấn đề đầu tư. Thực ra Thiên Định chia sẻ thật luôn là về cái vấn đề đúng hay không thì Định không biết được nhau chị nha. Đấy. Nhưng mà chắc chắn là thông tin chính thống thì chắc chắn là không phải. Đấy, thông tin mà chắc chắn thì là không có rồi chị nhá. Đây là những cái thông tin kiểu như là thông tin rác, thông tin ngoài lề, thông tin để làm sóng thị trường thôi. Chứ còn để mà chắc chắn thông tin từ chủ đầu tư thì đến bây giờ Thiên Định chưa có thông tin nào cả. Đấy, và như Thiên Định thì Thiên Định chia sẻ luôn là tất cả những cái thông tin nào mà Thiên Định phải có đầy đủ các cái thông tin chính xác thì Thiên Định mới đưa lên, còn không thì Thiên Định cũng không đưa lên. Và Thiên Định chia sẻ thật luôn là đến thời điểm này với cái thông tin đấy là chắc chắn là không phải là thông tin chính xác. Và để mà quý 2 mà có thể là khởi công triển khai được VinWonder thì thực sự là Thiên Định nghĩ là bây giờ thời điểm này là hơi gọi là chưa 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 chắc chắn được. Còn nếu như mà nó triển khai được thì tốt quá đúng không ạ? Triển khai được thì cái giá trị bất động sản tại Vinhome Ocean Park nó sẽ tăng lên thôi. Chắc chắn một điều rằng nó sẽ có tăng nhiều chứ không phải tăng ít đâu. Đấy, tại vì khi mà VinWonder triển khai thì nó là một cái tổ hợp rất nhiều các cái tiện ích giải trí, đấy, khu vui chơi giải trí rồi kể cả là công viên cây xanh, nó là một cái cộng đồng vui chơi giải trí nó sẽ tụ ở đây. Và đây là hầu như là hiện tại thì ở dưới Vin 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 3 ấy cũng có. Nhưng mà nếu mà cái quy mô anh chị cho nhìn cái bản đồ ấy, quy mô của Vin Wonder và Safari tại cạnh Vinhome Ocean Park và triển khai thì nó phải gấp mấy lần. Nó rất là rộng lớn và quy mô rất là rộng lớn luôn. Cho cái chi phí bỏ ra mà làm xây dựng và khởi công cũng tương đối nhiều. Đấy, thì thời điểm này thì định nghĩ là cũng chưa có thể triển khai được đâu. Đấy, nhưng mà nếu mà triển khai thì đây sẽ là một Vinhome Ocean Park Gia Lâm sẽ là một cái khu gọi là khu đô thị gọi là giống như là một cái khu du lịch luôn rồi. Đấy, tại vì nó kết hợp giữa vui chơi giải trí, ăn uống du lịch. Đấy, rất nhiều những cái tiện ích đi kèm, đúng không ạ? Thì nó sẽ làm cho giá bất động sản của chúng ta tăng lên. Đấy, chính vì vậy mà bây giờ Thiên Định khẳng định luôn với anh chị một điều luôn nhá. Nếu như mà cái thông tin quý 2 của năm 2024 năm nay mà triển khai được VinBoland thật thì chúng ta chỉ cần nhắm mắt chúng ta chốt thôi, chúng ta đã lời rồi, chưa biết và chắc chắn là kể cả chung cư lẫn biệt thự không biết là cái loại hình nào nhưng mà miễn là chúng ta mua được là chúng ta sẽ thắng rồi, tại vì giá chắc chắn nó sẽ tăng và nó còn tăng mạnh nữa là đằng khác đấy. Cho nên là bây giờ mà Thiên Định mà biết được cái thông tin đấy và Thiên Định biết trước thì Thiên Định báo với các nhà đầu tư của Thiên Định, những người người kiểu như là những người khách hàng thân quen của Thiên Định là bảo là mua hết đi, đúng không ạ? Có chỗ nào mua là mua, thằng nào mà đang hợp lý là mua ngay, không cần phải suy nghĩ, chắc chắn sẽ thắng đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ thắng luôn. Nếu như mà bây giờ VinWonder mà xây dựng đấy, Vin Safari mà xây dựng lên thì chắc chắn Vinhome Ocean Park của chúng ta là nó sẽ có được cái lợi rất là nhiều đấy, cạnh mọi ngay một cái khu đô thị vui chơi giải trí du lịch như thế, cộng đồng khuôn viên cây xanh như thế, không có chỗ nào có luôn đấy đúng không ạ? Duy nhất luôn miền Bắc, duy nhất hiện tại nếu như mà VinWonder triển khai đấy. Vin thì bây giờ nó chủ, nếu như quy mô mà để mà lớn mà đẹp thì chỉ có trong Phú Quốc thôi đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ chủ đầu tư Vingroup mà triển khai được ở ngoài Hà Nội ngay tại Vinhome Ocean Park Gia Lâm thì nó quá quá là tuyệt vời đúng không ạ?
Hôm nay thì thứ hai đầu tuần thì Thiên Định cũng có hai khách đi xem. Thì đến thời điểm này thì thực ra là mọi người cũng đợt này là chung cư là bán tốt hơn luôn chị ạ. Chung cư tại vì nó có sóng chung cư thì bên bên phố thì Time City hoặc là một số cái khu đô thị cao cấp như Roy City, Time City đấy hay là Smart City thì giá của chung cư bên khu vực nội thành Hà Nội nó đều tăng 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 nhiều. Đấy, còn Vinhome Ocean Park thì bây giờ mới đang nhúc nhích thì cái lượng giao dịch cũng nhiều anh chị ạ. Lượng giao dịch Thiên Định thấy là đợt này lượng giao dịch chung cư Thiên Định thì không làm chuyên chung cư nhưng mà được các anh em trong 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 ấy thì cũng chia sẻ để đợt này giao dịch rất tốt. Thì Thiên Định đợt này cũng triển khai thêm cái mảng chung cư, nếu chị chúng ta ai mà quan tâm hoặc là có ký gửi đấy chuyển nhượng chung cư thì có thể là cho Thiên Định thông tin nha, cho anh chị nha. Đấy, còn cái việc gọi là biệt thự tại Vinhome Ocean Park thì có những cái sản phẩm hiện tại thì Định phải đánh giá là đối với Ngọc Trai thì bây giờ với cái mức giá loanh quanh tầm khoảng 27 tỷ 5 đến 28 là vẫn là mức giá thì Định thấy hợp lý. Đấy. Cái lúc thời điểm sâu nó đã xuống đến 22 rồi của chị nhá. Nếu như thời điểm sâu Ngọc Trai cái loại 150 m hướng Tây Bắc đã xuống đến 22 rồi. Thì bây giờ nó đang tăng lên lại ở cái mức tầm khoảng 27 tỷ 5 đến 28 của chị nhá. Đấy. Hải Âu 3 thì nó đã xuống ở mức tầm khoảng 17 rồi. Đấy. EO3 đã xuống mức ở tầm 17. Thì đến bây giờ thì Hải EO3 đang ở mức trên 22 anh chị nhá. Không có căn nào bán dưới 22. Rồi xong lập 150 m tại sao biển thì ở mức thấp nhất thì nó phải rơi tầm khoảng 20 năm rồi. Đấy, 20 năm thì đến bây giờ nó đang bán tầm khoảng 25. Đấy. Nói chung là 25 thì đang chào bán, chưa có giao dịch. Đấy. Còn ở mức rơi tầm khoảng 24 thì đã giao dịch rồi. San hô thì cũng vậy, san hô thì xong lập xuống mức ở rơi tầm khoảng 20.5. Đây là đáy nhá, thì mình đang nói cái giá đáy đấy. Thì bây giờ cũng đã ở mức 26. Hoặc là liền kề sao biển. Liền kề sao biển thì nó xuống ở cái mức đường đâm top hậu thì mình không nói nhưng mà cái căn những cái căn thường thì thời điểm xuống thấp nó rơi tầm khoảng 11 tỷ 5. Đấy, 11 tỷ 5 là những căn rẻ nhất rồi. Thì đến bây giờ thì đang bán ở mức ta tầm khoảng 14. Đấy, của anh chị nha. Thì nó tăng lên ở cái mức loanh quanh đâu đó cũng phải được 20% rồi. Đấy, mức tăng từ cái thời từ từ cái khi đáy đến bây giờ thì nó tăng tăng lên một nhịp rồi. Và thời điểm tăng nhiều nhất thì chắc là từ cái thời điểm trước Tết tầm khoảng 2 tháng, 2 đến 3 tháng, 2 tháng là hầu như giao dịch nhiều và cuối năm là cái mức giao dịch nó cao nhất. Thì thực ra là Thiên Định đánh giá rằng là trong năm nay thì đối với bất động sản nói chung thì chắc chắn vẫn chưa tăng. Nhưng mà đối với Vinhome Ocean Park thì nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của khách hàng, mà bây giờ Thiên Định đang thấy được là cái nhu cầu của khách hàng tương đối nhiều. Đấy, cộng thêm với những cái thông tin như vậy, những cái thông tin như vừa rồi là Vinpearl sắp triển khai này, rồi có một số cái thông tin tích cực thì nó sẽ làm cho thị trường nó cũng sẽ tốt lên. Đấy, không biết nó có thật hay không nhưng mà nó miễn là nó một một ông nói làm, hai ông nói làm, đến 10 ông đến 1.000 ông, tại vì thị trường hiện tại thì định chia sẻ luôn với chị chúng ta một điều rằng là cái lượng sale bán hàng cho chủ đầu tư thì rất là đông, và cái thông tin mà như thế thì đưa ra thì Thiên Định tin chắc cũng không phải là thông tin của chủ đầu tư đâu, tại vì nếu như như thế là điều hướng khách chốt sang Vinhome Ocean Park 1 chứ không phải là Ocean Park 2, Ocean Park 3 nữa đúng không ạ? Với cái tầm tiền mà chúng ta hiện tại, tại vì sao là đối với Vinhome Ocean Park bây giờ chủ đầu tư đang tập trung chính ở Vinhome Ocean Park 2 và Ocean Park 3. Đấy, còn Ocean Park 1 thì đã bán rồi. Đúng không ạ? Bán xong hết rồi. Đấy, thì bây giờ còn vướng mắc một số các cái sản phẩm thương mại dịch vụ thôi. Thì bây giờ không có cái lý do gì mà chủ đầu tư điều hướng từ Vinhome Ocean Park 2, Ocean Park 3 sang Ocean Park 1 cả, đúng không ạ? Tại vì khi vào cái thông tin đấy ra thì chắc chắn là những cái sản phẩm tại Vinhome Ocean Park 2, Ocean Park 3 sẽ bán chậm hơn. Với cái tầm tiền tài chính mà có thể mua được Vinhome Ocean Park 1 thì chắc chắn mọi người sẽ đổ sang Vinhome Ocean Park 1 chứ không mua Ocean Park 2, Ocean Park 3 nữa. Đấy. Còn có một cái điều nữa là có thể là chủ đầu tư thông tin như vậy để bán chung cư, một số các cái sản phẩm như chung cư bên khu Grand Park đúng không ạ? Ruby Grand Park còn còn động lại những cái chung cư đấy thì chủ đầu tư đang làm sóng để bán nốt thì cũng có thể là vấn đề như vậy. Nên Thiên Định tin chắc rằng cái thông tin mà như thế không phải thông tin từ chủ đầu tư đưa ra cũng như là thông tin làm sóng thị trường cũng không phải là cái mục tiêu từ chủ đầu tư. Đấy, mà chắc là cũng có thể là một số sàn đưa ra
để làm sao để làm sóng thị trường, đúng không ạ? Từ một sàn đến 10 sàn cùng nhau thông tin truyền thông là Vinpearl chuẩn bị triển khai thì nó lại sẽ làm sóng thị trường rất là tốt đấy. Nhưng mà hy vọng là cái thông tin đấy là sắp tới sẽ là thông tin thật và sắp tới sẽ là chuyện sai khai thật thì nó rất là tốt, nhưng mà để mà phân tích ra thì khả năng là phần trăm thật là rất là ít đấy, mà toàn thông tin kiểu là làm sóng thôi, thông tin ảo thôi anh chị nhá. Đấy, cho nên chúng ta có thể là cân nhắc lựa chọn gọi là còn hiện tại thì có nhiều khách hàng hỏi Thiên Định là thời điểm này đã mua được chưa, thì Định khẳng định luôn là đến thời điểm này là chúng ta có thể mua được rồi, đáy đã qua rồi và bây giờ chúng ta mua vào thì không gọi là không 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 sớm thì muộn thì cái giá trị bất động sản tại Vinhomes Park nó sẽ tăng thôi với chị ạ. Còn đối với Vinpearl thì không trước thì sau thì cũng sẽ triển khai thôi, tại vì nó đã có quy hoạch rồi, tất cả những cái quy hoạch nó đều gọi là nó đã được duyệt rồi, đúng không ạ? Thì tại vì bây giờ là cái việc đền bù giải tỏa mặt bằng nó đã gần xong đến 90%, 90, 95%, 99% rồi đấy. Đấy, cho nên nó chỉ chờ để chủ đầu tư rót tiền để triển khai thôi, đúng không ạ? Chỉ chờ chủ đầu tư rót tiền vào để triển khai thôi. Đấy, còn tất cả các cái việc quy hoạch hay là thiết kế bản vẽ 1/500 thì Thiên Định không biết là như nào đã có hay chưa, nhưng mà những cái quy hoạch mà đã đưa lên được Sở Tài nguyên Môi trường rồi Bộ phê duyệt thì chắc chắn là nó cứ ba xem thế là làm, thay đổi là đất con chị ạ. Đấy, nếu như muốn thay đổi thì cũng phải trình duyệt rồi thế này thế kia, nhưng mà nó Thiên nghĩ là đã là lên giấy tờ ký góp đàng hoàng rồi là ta cứ thế ta làm thôi. Cũng giống như quy hoạch trong Vinhome Ocean Park của chúng ta đây, khu nào là thương mại dịch vụ thì nó là thương mại dịch vụ, khu nào nó là nhà ở thì nó được làm nhà ở, khu nào nó là trường học bệnh viện thì chắc chắn nó sẽ làm trường học bệnh viện đấy. Nhưng mà nó ví dụ như là thương mại dịch vụ thì nó được coi là các những cái công gọi là những cái công trình công cộng xây dựng lên để phục vụ cho cư dân đấy, thì như thương mại dịch vụ thì chủ đầu tư lại xây thương mại dịch vụ lên bán thì nó cũng là một cái kiểu như là một cái loại hình thôi, loại hình căn hộ thì cũng kiểu như là kinh doanh thương mại dịch vụ, nó cũng là thuộc quản lý và nó cũng là đúng chứ không phải là sai đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải hiểu được rằng một điều rằng là quan trọng nhất là cái quy hoạch như nào thì chắc chắn sẽ triển khai như vậy đấy. Cô chị nha, cho nên là chắc chắn nó sẽ triển khai, chỉ là chưa sớm hay muộn thôi đấy. Rồi sóng lên còn tăng cao hay tăng thấp thì cũng là sớm hay muộn thôi, và Thiên Định tin chắc rằng giá trị của bất động sản Vinhomes Ocean Park nó sẽ cao cô chị ạ. Tại vì bây giờ chúng ta nhìn đi nhìn lại đi đấy, khu vực phía đông Hà Nội thì bây giờ Vinhome Riverside bây giờ giá đã bao nhiêu rồi ạ? Vinhome Riverside đấy, Vinhome Harmony giá bây giờ bèo cũng là 250 đến 280 triệu một mét cô chị ạ. Đấy, giá của Vinhome Riverside nếu rẽ cái thời gian xuống nó rơi tầm khoảng hơn 200, 180 có thời điểm xuống 180, nhưng đến thời điểm này nó rơi tầm 250, trung bình loanh quanh tầm khoảng từ 203 đến 250, những vị trí đẹp nó rơi tầm khoảng 350 đến 400 đấy người chị ạ, 400 triệu 300 đến 400 triệu một mét. Nhưng mà tại Vinhome Ocean Park của chúng ta thì bây giờ nó loanh quanh ở đâu đó tầm khoảng 200, những cái căn nào mà ở cái mức loanh quanh tầm khoảng 150 đến 160, 170 là có thể mua được rồi anh chị ạ. Đấy, còn thực ra những cái vị trí đẹp như Hải Âu 1 hoặc là những vị trí thì đấy, chúng ta thấy được rằng là bây giờ thì chia sẻ thật là giá so với Vinhome Riverside hoặc là Harmony thì còn quá là rẻ. Những cái căn mặt hồ trên 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 Riverside hoặc là trên Harmony thì nó đắt khủng khiếp đúng không chị ạ? Cho nên cái tiềm năng tăng giá của Vinhome Ocean Park 1 nó còn rất là cao. Còn Vinhome Ocean Park 2, Ocean Park 3 thì nó cũng sẽ có tiềm năng tăng giá thôi, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận như này này. Là thứ nhất nó phải cần cần có cộng đồng cư dân, thứ hai là nó phải tính khan hiếm. Đấy. Thì đối với như Thiên Định là một người làm bất động sản từ rất là sớm, từ cái thời còn đang 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 làm Riverside từ 2013 ấy, thì Thiên chia sẻ luôn một điều với chị chúng ta như này này. Là đối với Vinhome Ocean Park 2, Ocean Park 3 nó không khác gì cái bài toán mà Vinhome Riverside cách đây loanh quanh tầm khoảng là chục năm ấy. Đấy của chị ạ. Chục năm ấy. Nhưng mà khác một nỗi là hiện tại nó được cái bàn đạp ở Vinhome Ocean Park 1, Vinhome Riverside, Vinhome Harmony, những cái dự án triển khai trước nó thành công
cho nên là nó thanh khoản rất nhanh đấy, và nó bán vào đúng cái đợt đỉnh cao, nó bán vào đúng cái đợt gọi là đợt đỉnh đỉnh sóng, cho nên nó bán rất nhanh. Thì bây giờ coi như nó thanh khoản tương đối nhiều rồi, nhưng mà nó cần có một cái lượng cư dân vào để ở thực đấy anh chị nhá, ở thực, và nó sẽ cần có một cái thời gian để nó ngấm, và nó cần có những nhà đầu tư người ta bỏ gọi là người ta bán đi, và những người người ta sử dụng thật, người ta vào nhảy vào người ta ở, thì lúc đấy cái giá trị và cái tiềm năng của nó mới dần dần nó mới lên đấy, và nó lên dần dần khi nào nó sẽ lên được, nhưng mà nó cũng sẽ lên và nó sẽ cũng sẽ ít thôi, nhưng mà nó lên được khi nào, nó lên được khi mà chủ đầu tư bán hết hàng và cái giá của nó cái giá của nó cái những cái căn mà bán cắt lỗ sẽ không còn cắt lỗ nữa, và những khách hàng sẽ không còn nặng về tài chính nữa, thì lúc đó dần dần thì cái tính khan hiếm của nó tăng lên, thì cái giá trị của nó sẽ tăng lên thì nó mới lên được. Thì nó lên thì nó ở cái mức cắt lỗ, ví dụ cắt lỗ 10-20% đến mức cắt lỗ 15%, rồi mức cắt lỗ 10%, dần dần cắt lỗ 5%, rồi dần dần nó sẽ hòa vốn. Và cái ở cái mức độ hòa vốn thì định đánh giá nó sẽ rơi tầm khoảng 2027-2028. Đấy, hoặc là có thể là xa hơn nữa chị nhá, xa hơn nữa. Nhiều thì định nghĩ rằng nó ở cái mức hòa vốn nó sẽ rơi tầm khoảng 2027 đến 2028 thì nó sẽ quay về được cái mức giá gọi là cái giá gốc. Khả năng là nó sẽ quay được, hiểu chị nhá. Còn nếu như tiêu cực nữa thì nó sẽ là còn dài hơn. Nhưng mà Thiên Định đang nghĩ là cái bài toán gọi là nó lạc quan là rơi tầm 2027 2028. Còn để nó tăng được tiếp theo là nó rơi tầm 2029 2030 thì nó sẽ tăng, cũng sẽ tăng, và tăng có thể là tăng 20 30 hoặc 50%, 20 50% thì Thiên Định chưa chắc dám chắc được. Đấy. Nhưng mà chắc chắn là trong vòng 10 năm sau nó sẽ kiểu gì nó cũng sẽ x. Đấy, x có thể là x đôi cũng có. Đấy, đây là cái kiểu như là mình đang thấy bài toán nó sáng sủa. Tại vì chúng ta cứ nhìn nhận đi, cái chu kỳ bất động sản, bất kỳ sản phẩm bất động sản nào cũng vậy, cái sau một cái chu kỳ thì ít nhất nó tăng, ít nhất là tăng 2 lần cô chị ạ, tăng ít nhất là tăng 2 lần, còn 3 lần đấy, 3 lần là chuyện bình thường, 4 lần là những cái vị trí gọi là quá đắc địa và tiềm năng đấy, nó sẽ tăng nha chị nhá. Còn đánh giá thì tầm khoảng 10 năm nữa, 10 năm nữa thì Vinhome Ocean Park 2 có khả năng sẽ tăng lên gấp 2, thì gọi là cái đấy là mình gọi là mình chẳng lẽ bây giờ mình 10 năm sau mình quay lại mình xem lại cái video này, đúng không ạ? Nhưng mà Thiên Định cứ nói đây trước đi, có thể là không được x2 thì nó cũng phải được x gọi là ít nhất phải tăng gọi là loanh quanh đâu đó cũng phải, nói chung là gần gấp đôi đấy, nói chung là x2 có thể gần đấy, gần ở cái điểm đấy nha chị nhá. Đấy, nhưng mà nó phải cần thời gian. Tại vì sao chúng ta phải hiểu một điều rằng là bình thường ấy, bình thường là cái tình hình lạm phát nó càng ngày càng tăng. Năm này như này nhưng mà chúng ta cầm 500.000 là chúng ta ra chúng ta có thể bét tiền lẻ nhà đi chợ, nhưng mà sang năm hoặc là 5 năm sau chúng ta cầm 500.000 lúc đấy chả mua được gì cả. Kiểu vậy ấy. Đấy, giống như năm nay ra mua cây đào 2 triệu đúng không ạ? Nhưng mà tầm 10 năm nữa thì chúng ta phải cầm ra 10 triệu chúng ta mới mua được một cây đào, kiểu kiểu vậy. Cho nên Thiên Định đang tính là ở cái tình hình lạm phát thôi thì cơ bản thì nó đã mất bao nhiêu rồi, nó đã mất bao nhiêu phần trăm rồi đấy cô chị ạ. Đấy, cho nên là cái việc gọi là bất động sản nó tăng giá ở cái mức tầm khoảng 5-10% một năm là bình thường cô chị nhá, tăng ở cái mức 5-10% một năm là bình thường đấy, ở cái việc trong cái thời kỳ gọi là thời kỳ tăng dần đấy. Còn thật cái thời kỳ đóng băng này thì cũng nói đóng băng hoặc đao chen thì cũng nói anh chị nhá. Ok, thì mình xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị ở những video tiếp theo nha. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, thì định chúc anh chị ta một tuần làm việc thật là vui vẻ hăng say, nói chung là gặp nhiều may mắn anh chị nhá. Ok, thì mình xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị ta những video tiếp theo nhé. Thì mình xin chào.